Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của châu Âu. Và dòng này trong những dòng mà phải nói là cực kỳ hay trong phân khúc giá rẻ nữa mà. Con này sẽ đến từ thương hiệu của Sapa và sẽ có tên model là Constant Stereo. Đây là một trong những thương hiệu mà phải nói là cực kỳ là tốt đến từ Đức cho anh em. Dòng Sapa thì trước nay thì được rất là nhiều anh em ở Việt Nam ưa chuộng, và đặc biệt thì nó phải nói là thi thoảng mới về hàng thôi em mà. Nên giá trị sưu tầm của dòng này cũng là cực kỳ là tốt luôn. Đây mà anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế trong sản phẩm này. Con này nó sẽ có cái thiết kế size ngang của nó rất là rộng anh em, theo đúng tiêu chuẩn của thị trường châu Âu. Và chiều ngang thì nói là 59cm anh em, chiều cao là 12cm và chiều sâu là 28cm. Con này nó sẽ có thiết kế là có một bộ đài stereo và sáng đèn vàng, nó rất là đẹp và bắt mắt. Và đặc biệt thì con này nó sẽ có thiết kế vỏ gỗ nha anh em. Nên con này trưng bày mình đánh giá là rất là sang trọng nha mà. Còn bề mặt trước thì cái nút chức năng nó bao gồm là chút nguồn, volume, bass, treble, ba lăng. Còn bên đây là cái cổng nếu mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào. Còn bên đây là cái nút để điều chỉnh về đài radio. Đây, bỏ gỗ trong sản phẩm này nó vẫn còn nguyên tem cờ bên kia về nha anh em. Còn đây là mặt sau trong sản phẩm này. Đây, tên thương hiệu, thông tin thì nó sẽ in chìm xuống dưới nha anh em. Chúng ta sẽ để ý nhất là đây, Sapa Constant Stereo. Con này là hàng mà Made in Western Germany, là Tây Đức nha anh em. Nên chìm em sẽ tương đối là khó thấy. Và bên đây là cái cổng mà em để kiếm được nghe nhạc. Và cái cổng nếu mà anh em cắm nhận loa nha anh em. Nếu anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái dắt chuyển ra loa và một cái dây 5 chấu này ra đường AV bung sen nha anh em. Còn bên đây anh em thấy thông tin là con này nó sẽ chạy điện 220V. Và bây giờ thì Nhật sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này. Mời anh em. Có người con gái trong về đàn áo ấm xa xa chùa, ước mơ không nhiều, mong niềm vui lẻ đến phương trời xa. Thôi đi trong gió lạnh, chẳng nghĩ chuyện người đàn ông. Một vòng trăng sẽ bóng chia đôi áo đang đã mưa đông về giá lạnh người. Mùa đông ai đang áo vơi đi, mùa đông ai
đang tình mộng. Dù chìm chiều về có lối để cho mưa gió đừng lặng, để em trong bao ngày xa cách vào chiếc áo mùa đông cây lá thầm chờ mưa xuống tuyên tươi lạ rơi mây mùa là mây đông việc được trang bị chúng ta tổng cộng là 4 con sò than nên chất âm của Saba Constant Stereo cho ra thì mình nghe và nó là rất là mềm mại, ngọt ngào và nghe tơi nhuyễn anh em ạ. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà tuy ở phân khúc giá rẻ hơn em nhưng mà chất âm của nó phải nói là hết sảy, nghe những bản nhạc vàng hoặc những bản nhạc bolero được đánh giá cực kỳ tốt và rất là dễ dàng để phối ghép với những dòng loa của châu Âu. Rồi anh em thấy sao về tổng quan âm ly Saba Constant Stereo thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.